Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung chính sau. Nắm được tiền tệ là khống chế thế giới. Tại sao Satoshi không dám lộ mặt? PiCoin sẽ là xiềng xích cuối cùng của loài người. Tiền mã hóa cho phép chúng ta khống chế số phận của chính mình. Sau khi nghe bài này, bạn sẽ hiểu được cái tầm vĩ đại của Pini Network. Tiền là quyền lực. Không ai biết điều này rõ hơn các vị vua của thế giới cổ đại. Đó là lý do vì sao họ chiếm lĩnh và độc quyền trong lĩnh vực tiền tệ từ xưa. Họ tạo ra đồng xu từ kim loại, trả lương lính tráng bằng xu này. Lính tráng đi chợ búa và thanh toán bằng xu này. Và chính đám lính tráng đó được gửi tới các chủ doanh nghiệp với một thông điệp duy nhất. Trả thuế bằng xu này, nếu không bọn tao sẽ xẻ thịt mày. Đó chính là lịch sử tiền tệ của nhân loại. Tóm gọn trong vài câu, thâu tóm độc quyền tiền tệ bằng bạo lực. Vì thế, bất cứ khi nào, có một nhóm nào có ý định tạo ra đồng tiền riêng của nhóm mình, đều lập tức bị thịt bằng mọi giá. Lý do đơn giản là một khi quyền lực là tập trung thì sự tiêu diệt thật dễ dàng. Chỉ cần bạo lực chặt đầu con rắn một đầu thì nó sẽ chết. Đó chính là điều xảy ra với Ego năm 2008. Khi Ego nỗ lực tạo ra một loại tiền tệ song song với tiền tệ chính. Tung ra năm 1996 tới năm 2004, số tài khoản lên tới nửa triệu. Tới năm 2008, tổng số tiền lưu chuyển đã lên tới 2 tỷ đô la. Đó là khi chính phủ Mỹ tấn công toàn bộ hệ thống và bốn lãnh đạo của hệ thống Eagle, tiêu diệt họ bằng án rửa tiền và án chuyển tiền bất hợp pháp. Án này giết chết toàn bộ hệ thống Eagle, khiến cả bốn nhà sáng lập phá sản lập tức từ nào động lại sau vụ án này đó là từ không được phép và quyền lực để tạo ra giấy phép là sự độc quyền các vị vua cổ đại và các chính quyền ngày nay đều biết rõ quy tắc vàng nắm được tiền tệ là khống chế thế giới lịch sử đã chứng minh điều này từ nhiều ngàn năm trước không phải tự nhiên mà tần thủy hoàng 260 đến 210, trước thiên chúa giáng sinh. Ngay sau khi thống nhất Trung Hoa cổ đại, lập tức phá hủy toàn bộ tiền tệ của tất cả các quốc gia mà mình đã chiếm và cho ra đời tiền tệ mới. Đó là khi quy tắc vàng ra đời. Tiêu diệt tất cả tiền tệ, tạo ra loại tiền tệ thống trị tất cả và dùng bạo lực kinh hoàng nhất để giữ vững sự độc quyền đó dù bằng biển máu. Bởi vì dù là bất cứ hệ thống nào thì cũng trở lên vô dụng với bạo lực kinh hoàng, trừ một hệ thống duy nhất, The Hydra, con rắn nhiều đầu. Trong hệ thống không tập trung, rắn có nhiều đầu, cứ một đầu chặt xuống, hai đầu mọc ra, và như thế bất tử. Năm 2008, có một nhà lập trình với cái nhìn sâu thẳm, hoạt động trong bí mật, đã phát hiện ra cách duy nhất để chống lại bạo lực ông viết các chính phủ rất giỏi trong việc chặt đầu những hệ thống tập trung như labster nhưng với p2p như clutler và to thì dường như họ bất lực đó chính là khi hệ thống tiền tệ phi tập trung lần đầu tiên ra đời đó là bitcoin bitcoin khi được tạo ra được thiết kế chuẩn mực để chống lại mọi lỗ lực chặt đầu của bọn cầm đầu các chính phủ. Satoshi Nakamoto cho đến nay vẫn giữ được tuyệt mật về chính mình. Bởi ông hiểu chúng sẽ tìm diệt ông. Bởi ông chính là cái đầu tưởng tượng của Bitcoin. Mỗi lần có thằng nào bước ra và gào lên rằng mình là Satoshi, thằng đó lập tức tèo ngay. Khi Craig White thò đầu ra ở Úc và nói mình chính là Satoshi ngay lập tức cảnh sát úc ảo tới với giấy phép khám nhà lý do thật vô cùng đơn giản đó là nỗ lực chặt đầu con rắn bitcoin vì giá trị của bitcoin tăng do đám đông ngày càng lớn đẩy sức cầu lên cao cuộc săn lùng Satoshi chỉ ngày một mạnh mẽ hơn Satoshi nắm ít nhất một triệu coin và cả một triệu này chưa bao giờ rời khỏi ví của ông ấy. Nếu giả thiết nhà đầu tư thiên thần Trit đi sông nhận định đúng thì khi giá trị một coi lên tới 100.000 đô, Satoshi sẽ nắm 100 tỷ đô và theo nhận định của cá nhân ông thì khả năng Bitcoin đạt tới ngưỡng 1 triệu đô và khi đó Satoshi sẽ là nhà thiên tỷ phú đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Một thiên tỷ là một ngàn tỷ hay Chileone. Nhận định đó chỉ làm các chính phủ điên đầu hơn và tìm mọi cách diệt trừ Satoshi một cách điên cuồng hơn. 100% là tất cả các tổ chức bạo lực lớn nhất trên thế giới đều nhận được lệnh diệt trừ Satoshi như kẻ thù số 1 của mọi quyền lực trên thế giới hiện tại. Vì vậy, dù Satoshi đang ở đâu, có một điều chắc chắn là Satoshi sẽ im lặng cho tới ngày chết. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là Khả năng chống chọi cường quyền và bạo lực chỉ là một mặt của Bitcoin. Những điểm mạnh khác đang được triển khai mạnh mẽ trên nhiều đồng tiền tệ ảo khác, đặc biệt là các dự án blockchain. Blockchain là sổ cái được phân chia là một hệ thống kế toán chuẩn mực cao đạt triple entry, ba lần kiểm soát chéo. Nhưng quyền năng tối cao của hệ thống tiền tệ ảo nằm ở chỗ mà hầu như tất cả mọi người chưa để ý đến đó là khả năng in tiền và phân chia tiền trên toàn hệ thống một cách tự động không phụ thuộc vào bất cứ quyền lực tập trung nào cả quyền lực in tiền và phân phối tiền vốn chỉ ở trong tay các vị vua và các chính phủ nay đã đến lúc chấm dứt rồi quyền lực này nay đã có cơ hội trở về với người chủ thực sự người dân nhân loại chưa có ai từng tạo ra một hệ thống tiền tệ mà chúng ta thực sự cần thiết như vậy điều chúng ta thực sự cần là một phương pháp một con đường một nút bấm để khởi động lại toàn bộ trò chơi tiền tệ của nhân loại chúng ta đang bỏ lỡ mất quyền lực thật sự của tạo vật mà satoshi đã làm ra phân phối tiền tệ hệ thống của satoshi là hệ thống đầu tiên thực sự biến việc phân phối và vận chuyển tiền toàn cầu trở thành trò chơi hệ thống và tăng trưởng đột biến. Hệ thống sẽ tăng trưởng đột biến khi mạng lưới tăng thêm số thành viên tham gia phân phối tiền. Ở thời điểm này, chúng ta chưa tăng số thành viên nhanh được bởi vì bọn quyền lực. Chính phủ đang tìm một cách tiêu diệt, dùng bạo lực để dập tắt. Chúng ta sẽ chờ đợi một vài tín hiệu như khi những đại công ty thông tin như Google hay Amazon tham gia vào mạng lưới này. Khi ấy, không còn gì có thể đảo ngược được nữa. Khi ấy, bất cứ chính phủ nào cấm tiền tệ ảo, lập tức tại nước đó, tiền tệ ảo sẽ xuống đường hầm và vẫn hoạt động như thường, trong khi chính phủ đó sẽ thất thu thuế nặng nề. Ngoài ra, các công ty, các nhà đầu tư sẽ rời khỏi đất nước đó ngay lập tức. Khi ấy, bọn ấy chúng đành phải trả lại quyền lực cho người dân, kiểm soát quyền lực tài chính của chính mình chẳng còn ai để cướp tiền của bạn bằng chính sách in tiền và phân phối tiền không cân bằng được nữa ngoài ra sự tự do của con người lên mức đỉnh cao khi mà bạn không còn bị chính quyền kiểm soát và nắm giữ tiền của bạn nữa hãy tưởng tượng bạn sống tại một quốc gia bạo lực một ngày chiến tranh nổ ra nhà cửa ngân hàng bị tàn phá bạn bè người thân chết chính quyền bị bãi bỏ bạn trở thành kẻ vô gia cư không còn cả tài khoản ngân hàng tệ hơn nữa vì vậy bạn sẽ gặp khó khăn khi khởi tạo lại cuộc sống mới sau chiến tranh nhưng hãy tưởng tượng sau chiến tranh tiền bạn vẫn nằm đó trong hệ thống blockchain chỉ cần mua một cái smartphone và download khởi tạo lại ví tiền của bạn đưa vào password của bạn và tiền lại trở về bạn có thể mua hàng hóa và lại tiếp tục cuộc sống như chiến tranh chưa từng xảy ra. Vì thế, tiền mã hóa cho phép chúng ta khống chế được số phận của chính mình một cách tốt đẹp hơn. Cho tới thời điểm này, tiền tệ phi tập trung chính là chuỗi xiềng xích cuối cùng với sự tự do của nhân loại. Cắt bỏ xiềng xích này, chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn văn minh hoàn toàn mới mẻ. Biên dịch từ Daniel Zeffi Thưa quý vị, qua bài viết này, chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của nhân loại và lịch sử tiền tệ đã phát triển như thế nào. Và bây giờ chúng ta biết rằng, tính phi tập trung của chuỗi khối sẽ tạo ra sự tự do mới cho toàn nhân loại. Và mạng pi của chúng ta là một thế hệ thứ ba sau Bitcoin, sau Ethereum. Nó sẽ phân bổ tiền tệ cho toàn nhân loại trên trái đất này. Nếu bạn nắm giữ pi là bạn đang nắm giữ tiền tệ nắm giữ của cải cho chính bản thân mình và con cái của bạn trong tương lai. Hãy nắm chắc những xu pi của mình và khai thác hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.